Đây là cây tía tô trong nhà trồng đây. Ở trong nhà trồng tía tô và có trồng thêm cây này là cây lá cẩm. Cây này là mới, cây lá cẩm này mới cắt ra ghim xuống rồi nó lên tốt vậy đó. Còn cây tía tô này thì trồng bằng hạt. Cái hạt đem từ Việt Nam qua. Cái này là cây ớt trồng ở trong nhà. À, trái ớt này nó trước hết nó xanh rồi nó hơi đen đen rồi nó mới đổi màu thành màu đỏ. Trái ớt này nó rất là cay nha. Nó giống ớt là của ở bên Mỹ á. Người ta đem qua Na Uy trồng. Và cũng rất là sai trái nhưng mà phải chịu khó chấm bông nó mới ra trái. Chứ không giống Việt Nam là ớt mình trồng không có cần chấm bông. Phải có mấy con ong với mấy con bướm á. Ở đây mình phải tự chấm bông. Thì cơ hội đậu trái nó nhiều hơn. Ở ngoài trước này cũng có một cây, ở nhà trồng được hai cây. Đây. Trái cũng sai lắm. Còn kia con trái ớt chín nữa. Còn ngoài này là bông. Này bông lan. Lan nhà trồng. Ra bông thường xuyên lắm. Lan tím. Bên đây lan trắng. Hoa lan được cái này giữ rất là lâu cho nên là trồng rất là thích. Nhưng mà đây cũng là một loại hoa lan nè, nó có mùi thơm nhưng mà nó không có lâu bằng cái loại lan hồ điệp. Hoa lan này cũng dễ ra bông lắm. Đây là nụ của cái hoa lan trắng này nè. Cái lan này cũng dễ trồng mà nếu không biết trồng thì nó cũng hiếm có ra bông. Bên đây thì có thêm hai cây. Cây này là cây cần dày lá để ăn canh chua, lá rất là thơm mà hiếm khi nào mình dùng để ăn canh chua lắm vì không có quen ăn cái loại cần này. Mà loại cần này rất là dễ trồng luôn. Sẵn đây thì mình quảng cáo luôn cái cà phê Việt Nam của ba mẹ gửi qua. À, địa chỉ là thôn 10B, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Số điện thoại là 0934 123 510. Đây là cà phê tinh khiết ở nhà trồng, cho nên rất là an toàn. Cái hương thơm nó tự nhiên, nó không có thơm giống như những cái hương liệu mà người ta bỏ vô ly cà phê. Và cũng không pha trộn bất cứ cái gì. Ba hái từ hạt cà phê chín đem xuống rồi phơi khô bỏ vỏ xong rồi rang rồi xay rồi cho vô bịch luôn, cho nên là tự mình làm luôn nên rất là an toàn. Để ở nhà cho gia đình uống và một số dư thì bán mà cũng không có nhiều lắm. Cho nên nếu ai mà có nhu cầu thì cứ liên lạc vô cái số điện thoại này thì sẽ có người gửi tới tận này. Hình như mình có thể vận chuyển bằng bằng xe, gửi qua xe hoặc là đường bưu điện đó.